Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Changa Resort and Casino, Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura. 714-467-9071. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế. 714-891-8028 Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm. 714-839-8121 Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. MVOF, sức khỏe là vàng, 714-757-7379, 714-722-9709. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 13 cũng là ngày mà phiên tòa thứ hai diễn ra với tội nghi phạm Minh Béo sẽ ra tòa ngày hôm nay, và chúng tôi cũng được biết là anh Đoàn Trọng sẽ có mặt trong phiên tòa này để có thể tường trình những vụ việc mà liên quan tới phiên tòa Minh Béo diễn ra như thế nào. Trong những khoảng thời gian vừa qua thì quý vị cũng đã biết về luật sư Đỗ Phủ. Trong tổ hợp luật sư Đỗ Phủ, anh Tuấn sẽ làm đại diện luật sư biện hộ cho Minh Béo. Tuy nhiên, vào tin tức mới nhất vào tối ngày hôm qua trên báo Người Việt đăng lên với một cái tiêu đề, đó là Minh Béo đổi luật sư biện hộ, Đỗ Phủ rút lui. Qua nội dung của bài báo thì chúng tôi nhận thấy rằng phóng viên báo Người Việt cũng đã phỏng vấn một số người, trong đó có cậu và trong đó có cả luật sư Đỗ Phủ nữa. Và đây, nguyên văn, ông Thành, tức là cậu của Minh Béo, cho biết đến ngày chủ trước đây thì ông cũng đã có vào thăm, mong muốn vào thăm Minh Béo, tại vì muốn biết được là xác minh sự thật là Minh Béo đổi luật sư như thế nào. Và được biết là đã có một người bạn này không biết được nhưng thế thanh thế như thế nào, thì ông Thành nói ra đến chủ nhật, tức là ngày mà ông mong muốn gặp đó, thì người bạn đó dẫn theo một luật sư người Nhật vào gặp Minh, hứa sẽ cố gắng cãi cho Minh trắng án. Nếu không, sau khi Minh thụ án ở Mỹ trở lại Việt Nam, thì vẫn sẽ tiếp tục được trở lại sân khấu biểu diễn như trước đây mà không gặp vấn đề gì cả. Chưa hết, ở trong báo Người Việt cũng đưa rằng về để làm rõ sự hoài nghi của người cậu của Minh Béo, phóng viên Người Việt đã gọi điện và phỏng vấn, thì cho biết là gọi đến thẳng văn phòng luật sư của người Mỹ gốc Nhật, người được biết là sẽ làm luật sư đại diện cho Minh Béo, cô tên là Mia Yamamoto. Phóng viên Người Việt có gọi đến cho văn phòng luật sư và được thư ký xác nhận là cô luật sư người Nhật này sẽ làm luật sư chính thức đại diện ngày hôm nay cho Minh Béo. Theo như tin tức cho biết, cô Mia Yamamoto là một người phụ nữ chuyển đổi giới tính. Bà sinh năm 1943 tại Arizona và trước đây đã từng có khoảng thời gian tham chiến ngay tại trong quân đội Hoa Kỳ tại chiến tranh Việt Nam. Đây là chân dung của bà Mia Yamamoto. Trên website của bà ở địa chỉ là miayamamoto.com cho biết bà Mia France Yamamoto là một trong những luật sư đã có tham dự hơn 200 vụ án về để mà cãi trong các vụ như hình sự, trong đó các tội như là có cả tội mà vi phạm về tình dục nữa, kể cả các như là DUI và nhiều thêm nữa. Trước đây thì bà cũng đã nổi tiếng rất là nhiều về những vụ việc tới cãi cho những người thân chủ trắng án. Đây là hình ảnh của bà trước khi mà chuyển đổi giới tính thành nữ. Trong khi đó thì bên luật sư Đỗ Phủ lại cho phóng viên báo Người Việt biết là ông biết là Minh Béo và gia đình đang bị những áp lực rất lớn, và theo như họ cho biết là họ nghi ngờ rằng trong này có bàn tay nhúng vào của Tổng lãnh sứ quán Việt Nam. Tuy nhiên thì khi mà phóng viên gọi tới gặp bà Nguyễn Thị Cát Ngọc, lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, cho biết là
bên Tổng lãnh sứ quán không có cán bộ nào của Tổng lãnh sứ quán được cử đến trại giam vào cuối tuần rồi. Và bà cho biết là việc lựa chọn luật sư như thế nào là quyền của gia đình, và Tổng lãnh sứ quán cũng không thể biết là gia đình lựa chọn như thế nào. Yeah. Tức là hoàn toàn phủ nhận việc mà Tổng lãnh sứ quán đề nghị một luật sư nào khác ngoài luật sư Đỗ Phủ. Khi tôi nghe đến chuyện mà đổi luật sư đó, thì ngay trong đầu chắc quý khán thính giả cũng nghĩ ngay, thứ nhất đó, luật sư đó quá dở. Khi mà ra tòa thì thấy rằng là đôi khi tiếng Anh không rành. Yeah. Hoặc là nhiều vấn đề khác nữa, hoặc là cái sự không có tin tưởng, nói ô người luật sư Việt Nam mình chắc không có đủ khả năng đâu. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhì đó là luật sư Đỗ Phủ chúng tôi cũng được biết cũng đã từng hợp tác với đài SPTN và ông có nhiều tiếng nói chống cộng dữ lắm. Ông là một người thực sự như thế và đã có nhiều tiếng nói, và chính vì thế cũng có thể tất cả những cái này là nghi vấn thôi, chứ không có cái gì nó có thể nói rõ ràng được, chỉ là nghi vấn. Thì lời tuyên bố của ông là có thể là tự áp lực từ phía Việt Nam Cộng sản, là nói rằng là không, tại sao anh là công dân Việt Nam mà lại đi nhờ một luật sư mà chống chúng tôi như thế. Thì gia đình lo sợ, nói ô mình mới đầu bởi vì họ cần thiết có một luật sư quá, cho nên họ thấy là nghe nói luật sư Đỗ Phủ lên đài nói chuyện cũng hay, thì đại khái như thế thôi, nên họ nhờ ngay luật sư Đỗ Phủ. Nhưng mà trong cộng đồng mình có rất nhiều các luật sư khác, nhưng mà có thể là một ai đó giới thiệu cho nên họ nhờ đến luật sư Đỗ Phủ. Bởi vì có thể nghe quảng cáo là chúng tôi chuyên một với tội hình sự hay những cái tội về con nít, đại khái như thế đó. Nhưng mà việc mà thay đổi luật sư vào giờ phút cuối đó, nó có vẻ như là bất bình thường. Và thậm chí có những cái trường hợp, cái chuyện thay đổi luật sư là chuyện bình thường, thậm chí có những kẻ mà tâm thần đó, ra là thậm chí nói không, tôi không cần luật sư luôn nữa, tôi đổi cái người luật sư này, tưng tôi là người đại diện luôn. Đó là những người bị tâm thần, nhưng mà thường đó cũng đã xảy ra là một khi họ cảm thấy bất an, tức là phía gia đình hoặc là bị áp lực từ bên đằng sau nữa. Trời ơi, tại sao đi thuê mướn luật sư Việt Nam làm cái gì vậy, dở lắm, đi mướn luật sư Mỹ đi. Nhưng mà chuyện mà lựa bà Yamamoto thì cũng điều lạ ha, một người luật sư gốc Nhật, nhưng mà chuyển đổi giới tính cũng có thể là qua đó họ nghĩ rằng tìm được một cái luật sư ngoại quốc thì có thể giúp đỡ cho cái hồ sơ của Minh Béo hơn. Chúng ta chờ xem quý vị nhé, ngày hôm nay ra tòa để có những cái phiên chất vấn điều trần như thế nào, chúng tôi chờ để theo dõi kết quả. Tuy nhiên, một cái bản tin từ ngày hôm qua và đã gây chấn động cho cả thế giới luôn nữa, chứ không phải riêng ở nước Mỹ này, đó là George Zimmerman, mà kẻ đã dùng cây súng bắn chết Trayvon Martin vào năm 2012 và đã dẫn đến những cái cuộc gọi là biểu tình rộng khắp trên nước Mỹ, rồi dẫn đến phiên tòa để đưa Zimmerman ra hầu tòa. Tuy nhiên, trong phiên tòa thì rõ ràng là phía tòa ở Florida nói rằng do những cái bằng chứng cho thấy là Trayvon Martin đã rõ ràng tấn công Zimmerman, vì thế anh đã có cây súng trong người và đã nổ súng bắn chết Trayvon Martin. Và qua đó anh đã được trắng án. Cái vụ này cũng đã dấy lên nhiều vụ biểu tình của những người gốc Phi Châu. Và sau khi trắng án thì Zimmerman, 32 tuổi, nói là sau khi hết tội rồi thì tất cả những gì mà phía tòa tịch thu phải giao trả lại cho anh ấy, trong đó có cây súng. Đây là loại súng, thưa quý vị, Caltech PF9 pistol. Cây này có cái nòng 9mm. Và Zimmerman chắc có lẽ trong thời gian qua không đi làm và hết tiền, cho nên anh nói rằng anh sẽ bán đấu giá cây súng này để kiếm tiền. Nhưng mà nếu mà dùng tiền đã đổ máu đó thì nghe nó hơi kỳ. Thì anh mới nói đó là anh sẽ dùng cái số tiền mà bán súng được đó đi vào cái việc tranh đấu chống lại phong trào Black Lives Matter. Quý vị cũng biết cái phong trào Black Lives Matter đó là chống lại cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá đáng và đã nổ súng khiến nhiều thanh thiếu niên gốc Phi Châu tử nạn trong thời gian qua, đã dấy lên từ Missouri tới Ferguson, Missouri tới Maryland, Los Angeles, khắp nơi đã xuống đường biểu tình. Số tiền khởi đầu của cây súng PF9 này là chỉ có 5.000 Mỹ Kim thôi. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm nay số tiền đã lên tới 65 triệu Mỹ Kim. Liệu rằng cây súng này có bán được và Zimmerman sẽ thành triệu phú qua đêm hay không? Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo.